Ông ơi, em cho chị 200 đô, chị cảm ơn Mạnh Thường Quân với em. Chị cảm ơn nhiều lắm. Cũng nhờ em chị mới có tiền sống với mấy bé. Cấp này chị cũng bệnh hoạn hoài. Chị cấp này ốm nhom ốm nhách nè, chị đi mới không nổi. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân với em nhiều lắm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, thì vừa rồi thì quý vị vừa xem một đoạn video được gửi đến từ chị Út Long An. Chị đã nhờ một cái người hàng xóm quay một cái đoạn video qua nhà của chị, cũng như là những cái lời cảm ơn của chị gửi đến Mạnh Thường Quân. Qua video thì mọi người cũng đã thấy rằng là Trọng vừa thay mặt cho một Mạnh Thường Quân đã chuyển khoản cho chị Út là 200 đô, là 4,8 triệu, chuyển khoản qua một cái bạn hàng xóm. Mà cái người này là Trọng có lưu Zalo và cũng hay nhờ cái người này mỗi lần mà có cái việc gì đó giúp đỡ cho chị Út thì Trọng cũng đều liên hệ với một cái người hàng xóm này. Bạn ấy cũng là một cái người mà ở trọ, hai vợ chồng cũng đi làm công nhân thôi. Qua cái clip này thì lời nói đầu tiên thì Trọng xin cảm ơn một Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho chị Út Long An là được là 200 đô. Chúc cô thiệt là nhiều sức khỏe. Và cũng như là Trọng cũng rất là mong với số tiền này chị Út sẽ có thêm kinh phí để mua gạo cho các em, mua thuốc, cũng như là trang trải cho cái cuộc sống hiện tại của chị. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là Trọng làm cái việc này Trọng rất là vui. Tại vì khoảng hơn một tuần trước thì chị Út có xin Trọng 1-2 triệu, nhưng mà thật ra thì Trọng kinh tế cũng không có còn nhiều, nên là Trọng chỉ giúp chị được 1 triệu đồng thôi. Sau đó một tuần thì chị có nhờ cái người hàng xóm nhắn tin cho Trọng là xin một bao gạo. Thì thật ra thì lúc đó Trọng không có thể nào mà có tiền để gửi thêm cho chị một bao gạo nữa. Và Trọng có nhắn lại cho chị hàng xóm là từ từ em có thì em sẽ giúp chị Út, chứ hiện tại mà em cho chị Út một bao gạo liền thì Trọng không có khả năng. Thì cũng rất là may, hôm qua thì có một cô đã gửi về cho Trọng là 200 đô. Đúng ra hôm qua là Trọng chạy đi nhận ngay đó mọi người. Trọng mừng, Trọng chạy ra cái địa điểm nhận tiền Vector siêu nhanh, Trọng nhận ngay. Nhưng mà rất là tiếc là hôm qua thì do mình vui quá mình không để ý. Hôm qua là ngày Chủ nhật nên là Trọng sẽ không có lấy tiền được. Và Trọng đi về sáng sớm hôm nay là cái Trọng thức dậy, Trọng rửa mặt, và cái việc đầu tiên Trọng làm trong cái ngày mới đó là chạy ra cái chỗ nhận tiền, nhận 200 đô và đã chuyển khoản ngay cho chị Út. Và chị Út cũng đã phản hồi lại cho Trọng. Thì qua clip này một lần nữa Trọng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Giống như là đã kịp lúc, kịp thời để giúp đỡ cho chị Út. Tại vì Trọng không còn khả năng giúp cho chị bằng cái quỹ cũng như là cái tiền cá nhân mà chị vừa xin Trọng, thì có một Mạnh Thường Quân. Trọng cũng chưa hề nói với ai luôn, nhưng mà được một Mạnh Thường Quân giống như là một vị cứu tinh cứu cho chị Út vậy đó. Trọng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì cũng chúc cho chị Út là có thiệt là nhiều sức khỏe để sống với các bé. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ạ.